Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc các bạn có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được những tin tức mới nhất thú vị mỗi ngày. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những tin tức mới nhất của bóng đá Việt Nam. Thầy Park kém vui vì U23 Việt Nam trễ giờ về khách sạn ở Thái Lan. Huấn luyện viên Park tỏ vẻ không hài lòng khi đội tuyển U23 Việt Nam không thể về khách sạn theo giờ dự kiến sau khi Quang Hải và đồng đội có mặt ở Thái Lan tối ngày 1 tháng 1. Chuyến bay đưa thầy cho ông Park từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bangkok, Thái Lan, hạ cánh sân bay quốc tế Sun Van lúc 18 giờ 45 phút. Thầy cho ông Park Hang Seo được ban tổ chức địa phương nhiệt tình tiếp đón và dẫn đi cửa riêng để làm thủ tục nhập cảnh. Trước đó, chuyến bay mang số hiệu VN607 trở tuyển U23 Việt Nam phải bay nhiều vòng trên bầu trời Bangkok cho cơ trưởng thông báo việc mật độ lưu thông ở sân bay Suvarnabhumi bị quá tải. Máy bay đưa các tuyển thủ U23 Việt Nam sang Thái Lan, dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, hạ cánh muộn hơn dự kiến gần 20 phút. Sau khi lấy hành lý, U23 Việt Nam gặp thêm một trục trạc nhỏ nữa là xe buýt trở thầy trò ông Park từ sân bay về khách sạn cũng đến muộn do tắc đường. Các học trò của thầy Park ngồi ở sân bay để chờ xe buýt đến đón về khách sạn nghỉ ngơi. Ông Park tỏ vẻ không hài lòng khi U23 Việt Nam không thể về khách sạn theo đúng giờ dự kiến để các học trò dùng bữa tối. Sau gần 20 phút chờ đợi, xe buýt có mặt ở sân bay và huấn luyện viên Park thúc giục các học trò nhanh chóng ra xe. Ông Park cùng học trò mệt mỏi đứng chờ xe buýt tiến vào cửa sân bay Suva Mahoumi. Và đến gần 20 giờ tối, các tuyển thủ U23 Việt Nam mới có thể lên xe về khách sạn. Ông Park yêu cầu một số trợ lý sắp xếp hành lý cho các cầu thủ U23 Việt Nam ra xe buýt về trước dùng bữa tối và nghỉ ngơi. Bình luận viên Fox Sports, cả châu Á biết tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam có bước chuyển mình từ sau chiến tích ở Thường Châu năm 2018. Lúc này mọi đối thủ đều phải dành cho thể chó liên viên Park Hang Seo sự tôn trọng. Những gì Lứa Xuân Trường, Công Phượng, Phan Văn Đức đã làm được tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 chắc chắn còn được nhắc lại rất nhiều. Và chính điều đó cũng tạo ra áp lực lớn lên các cầu thủ trẻ Việt Nam dự U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Theo bình luận viên Seppi Sai của Fox Sports, thử thách với U23 Việt Nam tại giải lần này sẽ trông gai hơn. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất bóng đá Việt Nam cần hướng tới là tạo ra lứa cầu thủ trẻ tài năng, đủ sức thay thế những người đi trước. Làm được điều này, tuyển Việt Nam sẽ có tương lai rất sáng, thành công sẽ còn tìm đến với bóng đá Việt Nam. Phóng viên đặt câu hỏi. Theo ông, đâu là mục tiêu quan trọng nhất với U23 Việt Nam tại giải năm nay? Năm 2018 đánh dấu bước ngoặt với bóng đá Việt Nam khi các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo về nhì tại vòng chung kết U23 châu Á. Giải đấu ở Trung Quốc là thách thức lớn đầu tiên của U23 Việt Nam trên chặng đường hướng tới tương lai. Sau đó bóng đá Việt Nam tiếp tục gặt hái thêm những thành công trong khu vực và châu Á. Thách thức ở giải U23 châu Á 2020 với bóng đá Việt Nam không phải là tái lập thành tích như hai năm trước hay giành chức vô địch, mà là khai thác tối đa tiềm năng của lứa cầu thủ này. Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải nghĩ đến việc tạo ra nhóm cầu thủ đủ năng lực cạnh tranh với các thành viên trong đội tuyển quốc gia. Trả lời câu hỏi về việc ở các giải trẻ thì điều gì mới quan trọng? Bình luận viên Seppi Sai cho biết, đó là việc đội bóng phải làm sao nâng cao trình độ của cầu thủ, giúp họ học được cách thi đấu ổn định và tiếp tục phát triển năng lực chơi bóng. Phóng viên đặt câu hỏi, ông dự đoán cơ hội của U23 Việt Nam tại giải năm nay thế nào? Điều quan trọng với U23 Việt Nam không phải kết quả mà là tiếp tục phát triển cầu thủ tất cả đều mong U23 Việt Nam có thể tạo nên điều kỳ diệu như cách đây 2 năm. Tuy nhiên trong bóng đá trẻ, sự tiến bộ của cầu thủ mới đáng được ghi nhận. Nếu U23 Việt Nam tập trung vào việc phát triển cầu thủ, họ có thể vào tới bán kết. Còn trong trường hợp vô địch, đó sẽ là phần thưởng rất lớn. Phóng viên đặt câu hỏi tiếp theo. Lịch thi đấu của U23 Việt Nam rất khắc nghiệt, giống như SEA Games 30 diễn ra tại Philippines. Vậy ông có nghĩ U23 Việt Nam sẽ vượt qua đường rào cản này? Bình luận viên của Fox Sports cho biết, đây là lý do Việt Nam phải sử dụng những cầu thủ mới, vì điều đó cho phép lứa cũ có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tôi cho rằng U23 Việt Nam không nên chỉ dùng những quân bài quen thuộc ở mỗi giải đấu. Hãy nhìn trường hợp của Quang Hải tại SEA Games 30 để thấy điều đó. Việc thi đấu quá nhiều sẽ khiến đôi chân cầu thủ trở nên mỏi mệt, thể lực bị suy giảm. Đánh giá về chất lượng cầu thủ U23 Việt Nam, xếp Bise cho biết, liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo đã thu được những thành công to lớn và tạo ra tương lai sáng với bóng đá Việt Nam. Lúc này mọi người đều thấy trình độ của các cầu thủ Việt Nam đang ở ngưỡng cao. Trả lời thông tin liên quan đến Đoàn Văn Hậu sẽ không thể thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á, ông nghĩ điều này ảnh hưởng tới lối chơi của đội hay không? Szibi Sai nói, U23 Việt Nam nên gọi từ 2 đến 3 hậu vệ trái trong độ tuổi từ 18 đến 21 để chờ chám vào lỗ hổng Đoàn Văn Hậu để lại. Trong bóng đá, người ta gọi đây là sự phát triển. Phóng viên đặt câu hỏi cuối cùng. Theo ông, đâu là thách thức lớn nhất của U23 Việt Nam tại giải năm nay? Thách thức lớn nhất với U23 Việt Nam chính là cả châu Á đều biết tiềm năng của bóng đá Việt Nam, điều hoàn toàn khác so với thời điểm bước vào giải đấu năm 2018. Áp lực cho các cầu thủ tại giải năm nay cũng cao hơn. Do đó U23 Việt Nam giờ phải đối mặt với hai ngọn núi rất lớn để chinh phục. Đó là chưa kể U23 Việt Nam chắc chắn phải nỗ lực để tái lập chiến tích như thế hệ đàn anh đã làm tại Thường Châu. Điều này khiến bóng đá trở thành môn thể thao thật sự thú vị, một đội bóng phải đối mặt với những thử thách cao hơn mỗi ngày. Vòng chung kết U23 châu Á 2020, thông tin mới nhất về chấn thương của Đình Trọng. Tình hình chấn thương của các cầu thủ U23 Việt Nam đang được người hâm mộ hết sức quan tâm, nhất là khi một số cầu thủ đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục. Kể từ sau SEA Games 30, chấn thương của tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Còn với trường hợp của Thanh Thịnh, hậu vệ 21 tuổi của Đà Nẵng vẫn phải tập riêng từ lúc U23 Việt Nam về thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là trường hợp của Tấn Sinh cũng chưa hoàn toàn hồi phục. Đáng lo nhất là trung vệ Trần Đình Trọng đã gặp vấn đề sau trận đấu với Bình Dương và ngôi sao của câu lạc bộ Hà Nội phải rời sân với những bước chân tập tĩnh và trầm đá. Hiện Đình Trọng chỉ mới trở lại sau quãng thời gian nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương. Tuy vậy theo thông tin từ các thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam, Đình Trọng sẽ kịp lấy lại thể trạng tốt nhất trước khi vòng chung kết U23 châu Á diễn ra. Theo Trung vệ Thành Trung, người được phân công trả lời giới truyền thông trong nước về quá trình chuẩn bị của đội tuyển cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Thành Trung cho biết, trong trận đấu với Bình Dương mới đây, chỉ có một vị trí thi đấu trái với sở trường, đó là vị trí của Trọng Hùng, còn lại không có gì thay đổi nhiều, toàn đội đã sẵn sàng cho giải đấu châu Á. Về tình hình chấn thương của các cầu thủ, Thành Trung cũng tiết lộ, chấn thương của Đình Trọng và Thanh Thịnh đã hồi phục, tôi cho rằng họ sẽ kịp thi đấu với phong độ cao tại vòng chung kết U23 châu Á. Thành Trung cho biết thêm, về tổng thể, lối chơi của đội sẽ không thay đổi nhiều so với SEA Games, vẫn dựa trên nền tảng của lối đá cũ. Những sự thử nghiệm trong ít ngày qua chủ yếu là giúp các cầu thủ mới bắt nhịp với lối chơi chung của đội. Nhìn chung là những cầu thủ mới tỏ ra hòa nhập tốt. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã rút gọn danh sách U23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Theo đó, U23 Việt Nam sẽ chia tay với ba cầu thủ là Nguyễn Hùng Thiện Đức của Bình Dương, Đặng Văn Tới của Hà Nội và Dụng Quang Nho của Hoàng Anh Gia Lai. Khi đến Thái Lan, U23 Việt Nam tạm đóng quân ở Bangkok từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 6 tháng 1 trước khi di chuyển đến Buriram. Theo kế hoạch, sau trận đấu tập với quân xanh là U23 Bahrain, U23 Việt Nam sẽ loại nốt hai cái tên cuối cùng trước khi chốt danh sách 23 tuyển thủ bước vào tranh tài tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tại đây, U23 Việt Nam sẽ lần lượt đụng độ U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên vào các ngày mùng 10, 13 và 16 tháng 1. Đối thủ của Việt Nam, U23 UAE lo sợ khi phải chuẩn bị đối đầu với U23 Việt Nam. Trận đấu mở màn vòng chung kết U23 châu Á 2020 với U23 Việt Nam đã cận kề mà huấn luyện viên Marcel Skoja còn ngổn ngang nhiều vấn đề cần giải quyết với U23 UAE. Huấn luyện viên Marcel Skoja mới đây đã triệu tập 27 cầu thủ UAE tới Thái Lan chuẩn bị vòng chung kết U23 châu Á 2020 sắp tới. Quyết định này được đưa ra sau khi đề nghị đến Bangkok sớm trong ngày 28 tháng 12 năm 2019 của họ bị ban tổ chức từ chối. Thông thường, các đội tuyển chỉ mang 25 cầu thủ sang Thái Lan. Trước khi trận đấu đầu tiên bắt đầu 6 tiếng, chỉ có 23 cầu thủ trong số này được đăng ký thi đấu tại giải. Dẫu vậy, huấn luyện viên Marseille Skoja bắt buộc phải mang nhiều hơn thường lệ để phòng các trường hợp chấn thương có thể xảy ra. Trên thực tế, ngay từ tháng 3 năm 2019, huấn luyện viên người Ba Lan chủ động với kế hoạch tập huấn của mình. Dẫu vậy, kế hoạch liên tục bị đổ bể vì nhiều cầu thủ U23 UAE được triệu tập thi đấu cho tuyển quốc gia. Điều này khiến lối chơi của đội bóng Trung Đông vẫn còn thiếu gắn kết và còn nhiều điểm cần phải cải thiện. Để sát ngày sang Thái Lan, nhiều cầu thủ của ông Skoja vẫn phải tham dự giải vô địch quốc gia UAE trong 2 ngày 1 tháng 1 và 2 tháng 1. Vậy nên ông vừa phải luyện quân vừa thấp thỏm cầu nguyện, không cầu thủ nào gặp chấn thương. Về danh sách triệu tập U23 UAE, phần lớn các tuyển thủ quốc gia vẫn sẽ có mặt để chinh phục hành trình vòng chung kết U23 châu Á. Các gương mặt này bao gồm Jayaan An Ghassani, Mohamed Ansamri, Abdullah Ramadan, Yassem Jacob, Khalifa Al Hamadi, Jarad Al Ameri. Đây đều là những cầu thủ tài năng được liên đoàn bóng đá UAE, UAEFA chăm chút từ lâu để phục vụ việc trẻ hóa tuyển quốc gia. Ngoài ra, những thành công trong quá khứ cùng sự chuẩn bị chú đáo cũng giúp nhà lãnh đạo nước này rất tự tin vào mục tiêu giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Dự kiến là U23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan trong sáng ngày 3 tháng 1. Toàn đội có tâm lý tốt trước khi bước vào giải đấu quan trọng sắp tới và chúng tôi tự tin có thể tiếp tục đạt được các kết quả tích cực kể từ tấm huy chương đồng tại ASEAN 2018 và sẽ gia nhập hàng ngũ những đội mạnh nhất châu Á. Ông An Hajeri, đại diện của Liên đoàn bóng đá UAE khẳng định. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 UAE nằm bảng D cùng U23 Việt Nam, U23 Jordan và U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đội bóng Trung Đông sẽ có trận đấu mở màn quan trọng gặp U23 Việt Nam của ông Park trong ngày 10 tháng 1. thích thì hãy like và share video đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức mới nhất hấp dẫn thú vị mỗi ngày và bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.